Em Trang xin chào cả nhà thân yêu nha. Bây giờ là 7 giờ sáng đó cả nhà. Thì vợ chồng em Trang có mặt tại nhà chị Jessie nè. Ở video trước thì em Trang cũng đã nói là hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với cháu Trang ha. Đó là ngày cháu Trang dự một cái lễ thánh thể. Thì chị Jessie cũng đã nhờ Trang đến làm tóc cho bé Crystal nè. Và ở ngoài đây người ta cũng đang dựng sạp ha, trang trí. Người ta cũng chưa trang trí xong đâu cả nhà. Hôm nay bé Crystal là nhân vật chính của video này luôn ha. Thì mọi thứ Trang cũng muốn làm cho chỉnh chu á, làm tóc cho đẹp nè, rồi chút nữa sẽ mặc đồ đẹp nữa. Brooke và chị Jessie cũng đang chuẩn bị ở bên phòng bên kia. Còn phòng bên đây Trang sẽ chuẩn bị cho bé Crystal ha. Crystal thì thích được Trang làm tóc ở cả nhà, tại vì mỗi lần mà qua bên bà ngoại á, là bên nhà Trang nè, thì Trang hay kéo Crystal vô phòng để làm tóc kiểu này kiểu nọ, rất là dễ thương ha. Lúc đầu thì Trang không có biết cái lễ này là lễ như thế nào và tổ chức như thế nào và tại sao mọi người lại coi cái lễ này rất là quan trọng. Thì chị Jenny và mẹ chồng Trang cũng có giải thích cho Trang một ít và chồng Trang cũng vậy. Thì Trang xin chia sẻ với cả nhà mình ở đây ha. Đối với các gia đình nào không phải là đạo Chúa thì Trang cũng chỉ tìm hiểu thôi, nên Trang cũng chỉ nói sơ sơ thôi ha. Đại lễ thánh thể đầu tiên còn được gọi là lễ thánh thể đầu tiên hoặc là lễ bí tích thánh thể đầu tiên, là một sự kiện quan trọng trong đạo Thiên Chúa giáo, đặc biệt là ở Công giáo và một số giáo phái Tin lành. Đây là một bí tích kỷ niệm lần đầu tiên người được rửa tội nhận thánh thể, đó là cơ thể và máu của Chúa Kitô. Trong lý thuyết Thiên Chúa giáo, thánh thể được coi là một bí tích của sự khởi đầu, cùng với bí tích rửa tội và bí tích bình an. Lễ thánh thể đầu tiên thường diễn ra khi trẻ khoảng 7 hoặc 8 tuổi, mặc dù độ tuổi chính xác có thể thay đổi tùy theo các truyền thống Kitô giáo khác nhau. Trong quá trình chuẩn bị cho bí tích này, trẻ thường tham gia giáo lý nè hoặc giáo dục tôn giáo để hiểu rõ ý nghĩa của thánh thể và vai trò của nó trong đạo Thiên Chúa. Trong buổi lễ thánh đầu tiên, các em thường tham gia vào buổi lễ thánh lễ trong thánh đường, nơi họ nhận bánh thánh và thánh hiến, thường là một chiếc bánh nhỏ gọi là phần thánh và rượu. Mọi người tin rằng thông qua sự thánh hiến của linh mục, những phần này trở thành cơ thể và máu thật của Chúa Kitô. Lễ thánh thể đầu tiên là một sự kiện vui mừng và ý nghĩa đối với nhiều gia đình Kitô giáo, thường đi kèm với các buổi lễ tôn giáo, tụ tập gia đình nè và các buổi kỷ niệm để kỷ niệm sự tham gia sâu sắc của đứa trẻ vào cộng đồng Kitô giáo và việc thực hành đạo đức. Còn bây giờ thì em Trang cũng sẽ làm nốt cái khâu cuối cùng, đó là gắn cái nơ voan phía sau cho bé Crystal nè. Thì rất là dễ thương ha, nhìn giống như một cô dâu nhí á cả nhà. Cả nhà có để ý người Ấn Độ, tóc của người Ấn Độ tóc rất là quăng ha, ngay từ bé luôn, quăng tít tò te luôn cả nhà. À mà tuy nhiên á, có một số nơi á, thì người Ấn Độ là da trắng này nha cả nhà và tóc thẳng luôn nha, chứ không phải hoàn toàn người Ấn Độ là tóc quăng và da nâu như vậy đâu nha cả nhà. Hồi xưa Trang nhớ lúc mà Trang mới qua đây á, mọi người không có biết nước Việt Nam của mình đâu. Thường thì mọi người hiểu lầm Trang là người Philippines à, hoặc là người Thái Lan hoặc là người Trung Quốc, và có người cũng hiểu lầm Trang là người Ấn Độ nhưng mà ở bên bang khác nha cả nhà. Tại vì ở đây có bang là người Ấn Độ á, nhìn gần giống như là người Trung Quốc luôn á cả nhà, nên đôi khi mọi người hiểu lầm á. Cả nhà mình hãy tiếp tục đón xem hết video của em Trang nha. Hôm nay em Trang muốn chia sẻ cho cả nhà biết về cách người Ấn Độ tổ chức tiệc tại nhà như thế nào nè, món ăn ra sao, họ sẽ đãi những món ăn gì và cách họ mừng tiệc này như thế nào. Bộ váy này thì là do em dâu của chị Jessie may cho Crystal ở cả nhà. Thì em dâu của chị Jessie á, là kế bên nhà của chị Jessie luôn á,
Thì chị ấy là thợ may ha cả nhà ha, chỉ làm tại nhà. Ở khu vực của em Trang đang sống á, thì Trang có để ý là vẫn còn nhiều nhà may nha cả nhà, những nhà may nhỏ nè. Người thường thì người ta mở tại nhà hoặc là người ta thuê một cái shop nhỏ nhỏ người ta may như vậy á. Thì người dân địa phương ở đây vẫn còn chuộng và thích ra tiệm may may nè. Và những tiệm bán vải ở trung tâm thành phố cũng sẽ bán rất là đắt nha cả nhà. Và bây giờ Crystal cũng đã chuẩn bị xong rồi cả nhà. Chút nữa bé sẽ xuống nhà nè, và mọi người sẽ gửi lời chúc mừng và lời cầu nguyện đến bé hôm nay. Và sau đó mọi người sẽ đi đến nhà thờ nha. Vợ chồng Trang thì không có dự lễ ở nhà thờ tại vì lễ này kéo dài đến 2 tiếng lận. Tại vì vợ chồng Trang cũng phải quay về nhà đi chợ nữa. Thì bên phía gia đình chồng của chị Jessie sẽ dự lễ này cùng với gia đình của chị Jessie luôn. À, cả nhà có thấy có một em bé nhỏ hay chạy tung tăng ở đây á. Thì em bé nhỏ này là con của cái chị giúp việc của nhà chị Jessie. Thường thì chị đến đây dọn dẹp nhà cửa thì chị ấy cũng đem con lại đây luôn, sẵn tiện chăm sóc luôn á. Theo em Trang được biết thì vào ngày lễ này, vì là ngày lễ quan trọng đối với bé Crystal á, mọi thành viên trong gia đình nè sẽ tặng vàng cho bé hoặc là tiền. Còn những người hàng xóm hoặc là những khách mời thì Trang không biết ha. Nhưng mà Trang thấy mọi người đều đi mua vàng nè cho bé Crystal, như là bông tai nè, lắc tai rồi hoặc là dây chuyền vậy đó. Và hôm nay chị Jessie cũng mặc đồ sari nè cả nhà, thì nhìn rất là đẹp ha. Chị có chia sẻ với Trang là hồi xưa lễ của hai đứa con trước của chị á, chị ấy cũng mặc sari, nên bây giờ đến ba bé Crystal chị cũng sẽ mặc sari luôn. Và cả nhà cũng có thể thấy nhà của chị Jessie mới sơn lại á, thì bây giờ chuyển thành màu hồng và màu cam á cả nhà. Cái màu nó hơi bị nổi á, thì hồi nãy trong phòng của Brooke là màu xanh. Trên đường về thì vợ chồng em Trang có ghé qua một cái tiệm này chuyên bán đồ ăn sáng là cả nhà, và giống như là cà phê và trà. Thì cả em Trang cũng muốn chia sẻ với cả nhà biết ha những món ăn sáng của người Ấn Độ như thế nào nè. Ở đây người ta bán bánh rất là ngon nha cả nhà, mà tại vì vợ chồng Trang đến đây sớm á, nên là người ta vẫn chưa có để ra ngoài đây hết, người ta vẫn còn đang chuẩn bị bên trong bếp á cả nhà. Em Trang rất là mê một món ở đây, đó là gà viên chiên nhân với phô mai á. Hồi xưa em Trang không thích ăn phô mai đâu, nhưng mà từ khi qua đây á, nhiều món ăn chế biến từ phô mai á, nên Trang cũng đã thử và cảm nhận được thấy rất là ngon. Nên từ đó em Trang cũng đã tập dần ăn phô mai ở đây. Thì chồng Trang sẽ gọi bánh đem về cho gia đình ăn nữa nè. Thì bây giờ vẫn còn rất là sớm đối với người Ấn Độ, thì cả nhà cũng thấy đường phố là vắng tanh luôn. Thì người Ấn Độ ăn cũng rất là trễ nha cả nhà. Thường thì em Trang ăn sáng vào lúc 9 giờ sáng cả nhà, rồi khoảng 10 giờ là sẽ đi chợ cho mẹ nè. Hồi xưa em Trang nhớ khi mà Trang qua đây á, ôi trời ơi, Trang dậy lúc 6 giờ sáng, không có ai thức dậy, vẫn chưa ai thức dậy cả nhà. Thế là giờ giấc của Trang từ lúc qua đây đã bị thay đổi rất là nhiều. Ở đây cả nhà người ta rất là ít ăn tại chỗ nha. Người ta thường là mua mang về nhà không à. Thường thì mang về nhà rồi người ta ăn từ từ, rồi đọc báo, rồi uống trà tại nhà. Cả nhà ơi, bây giờ em Trang sẽ đi qua nhà chị Jessie á.
để dự lễ thánh của bé Crystal nha. Cả nhà cùng theo dõi em Trang nha. Hôm nay em Trang cũng mặc đồ Ấn Độ luôn á. Kiểu này thì nhìn giống áo dài của Việt Nam á cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ vợ chồng em Trang cũng đến nhà chị Jessie rồi nè. Thì vợ chồng em Trang cũng đến sớm á cả nhà, nên mọi người vẫn chưa đến đông đủ đâu nha. Và hôm nay cái lễ này rất là đặc biệt đối với các em thiếu nhi từ 7 tuổi đến 8 tuổi ha. Nên đa số các hộ gia đình cũng sẽ tổ chức cái lễ này tại nhà luôn, và cũng sẽ mời khách đến dự. Bởi vậy hôm nay mọi người rất là bận rộn đi dự lễ của nhau á cả nhà. Và tất nhiên là bé Crystal là nhân vật chính của ngày hôm nay ha, nên bé sẽ ngồi đó nè để nhận lời chúc mừng và những phần quà mà khách mời đến gửi đến cho bé đó. Thì vợ chồng em Trang cũng sẽ đến chụp hình với bé nè và chúc mừng bé. Bên đây là quầy bar đó cả nhà, thì người ta set up như vậy á ha. Thì đây là anh chồng của chị Jessie nè. Thì chồng Trang cũng sẽ đến đây phụ mọi người ha. À mà chồng Trang cũng có chia sẻ đó cả nhà, vào cái ngày lễ thánh thể này thì tất cả các thành viên trong gia đình á, giống như là cùng nhau chung tay tổ chức cái bữa tiệc này nè cả nhà, cho nó hoàn chỉnh, chỉnh chu. Và họ rất là coi trọng tình cảm trong gia đình với nhau nha, giữa chú cháu nè, dì cháu nè. Nên á, trước một tuần là chồng Trang cũng rất là bận để đi tìm nè, đi tìm chỗ đặt tiệc. Thì ở đây đối với người Ấn Độ cả nhà, tuy là mình không góp tiền nhưng mà mình sẽ cũng sẽ góp công nè, góp sức nè, đó là một phần chia sẻ tình cảm với nhau ha, chứ không có gọi là tính toán đâu nha. Và chồng Trang cũng nói đó cũng là một vai trò giữa người chú người cậu đối với cháu mình, giữa người dì mợ. Hoặc giống như Trang nè, Trang đi làm tóc cho Patricio cũng là xuất phát từ một tình cảm giữa dì cháu với nhau. Cho dù mình phải thức dậy sớm đến đây thì Trang thấy rất là vui, tại vì hôm nay là ngày đặc biệt của bé mà. Chồng Trang hôm nay sẽ làm phục vụ, nhân viên phục vụ ở đây, nên Trang ra Trang chọc ảnh hết cả nhà. Chồng Trang thì rất là gọi là thương gia đình ha. Mọi người mà cần giúp đỡ gì, cần chồng Trang làm gì là chồng Trang làm hết á. Chưa bao giờ mà ảnh gọi là than vãn hay là cằn nhằn cử nhử, chưa bao giờ. Và bên ngoài nóng quá cả nhà, nên em Trang đã vào trong nhà ngồi đã có máy lạnh cho nó mát. Và bây giờ em Trang sẽ ăn món khai vị ha.
thì cháu Trang đây nè, mọi người cũng là người trong gia đình không à? À, ba chồng Trang thì ngồi trong đây nghỉ ngơi. Còn bây giờ thì gia đình em Trang cũng ra chụp một tấm hình để làm kỷ niệm á cả nhà. Gia đình Trang thì cũng rất là hiếm có dịp để chụp hình chung với nhau á. Chính vì vậy mà những dịp nào mà có thể tụ họp đông đủ mọi người với nhau thì gia đình Trang cũng sẽ cố gắng chụp một tấm hình chung với nhau vậy đó. Còn bây giờ thì mọi người chuẩn bị đem bánh kem ra nè cả nhà. Thì anh chồng Trang là người mua bánh kem này ha. Còn đây là chị Jenny nè, rất là dễ thương ha. Còn đây là ba Trang á, ba Trang rất là ít khi cười cả nhà. Em Trang thấy ở đây mà cho dù đãi tiệc tại nhà cả nhà thì mọi người vẫn sẽ ăn mặc rất là chỉnh chu ha. Giống như con trai đàn ông thì sẽ mặc áo sơ mi nè, quần tây. Còn phụ nữ thì cũng có thể mặc đồ truyền thống hoặc là những bộ váy hiện đại, tùy theo sở thích của mọi người thôi. Nhưng mà người ta cũng không có mặc đồ lượm thượm đâu ha. Còn đây là em chồng của chị Jessie ha, anh TB. Thì ảnh sẽ là người dẫn chương trình cho buổi tiệc hôm nay nè. Ở đây người ta không có làm combo như Việt Nam mình đâu cả nhà. Như người trang trí nè, hoặc là dựng sạp như vậy là mình sẽ thuê riêng á cả nhà. Rồi chụp hình quay phim cũng sẽ thuê riêng, và người nấu ăn cũng sẽ thuê riêng. Cái gì cũng riêng á cả nhà ơi. Còn bây giờ thì mọi người cũng đang đọc giống như lời cầu nguyện ha cả nhà ha, trước khi khai tiệc nè. Đồng thời Crystal cũng sẽ gửi lời cảm ơn đến gia đình nè và các khách mời, hàng xóm, bạn bè đã đến đây chung vui bữa tiệc với bé đó. Cousins, Marshall and friends. Wagani tu ka kazanta, tuz mazo asla, tuz mazo toni, wagani tu ka kazanta. Sau khi bé Crystal nói lời cảm ơn và gửi đến khách mời một bài hát của mình thì bây giờ mọi người cũng đã nhập tiệc rồi cả nhà. Thì ở đây sẽ đãi theo dạng buffet ha. Thì đa số những bữa tiệc ở Ấn Độ người ta ưa chuộng là đãi buffet nè. Và ở bên đây một số anh trai cũng đang ca hát đó cả nhà. Mà Trang lại phải cắt bớt cái phần ca hát đó, tại vì nhiều khi dính bản quyền á. Và em Trang cũng sẽ ăn ha cả nhà. Chồng Trang thì vẫn còn đang phục vụ mọi người nước á, nên chồng Trang sẽ ăn sau.
Thì sau khi Trang lấy đồ ăn xong thì Trang cũng sẽ quay cho cả nhà xem các món ăn ở đây nha. Tại vì vẫn còn đông khách đang lấy đồ ăn á, nên Trang không có quay được. Mẹ Trang thì đến nói với Trang món nào ngon để cho Trang lấy á. Thường thì mẹ Trang cũng rất là quan tâm về việc ăn uống của Trang ha. Tại vì mẹ biết Trang ăn phải ăn sớm á cả nhà, nên trước khi qua đây thì mẹ cũng kêu Trang là ăn sớm. Rồi có món nào mẹ đã chuẩn bị tại nhà đó thì mẹ kêu Trang ăn sớm. Tại vì sợ Trang bị đau bao tử á. Bởi lên đây thì Trang chỉ ăn ít thôi. Tiệc này tổ chức vào lúc 1 giờ rưỡi, tuy nhiên đợi khách mời tới và làm lễ nữa thì cũng gần đến 3 giờ rồi, nên cũng khá là trễ đối với Trang á. Và bây giờ em Trang cũng sẽ quay cho cả nhà xem ha, những món ăn ở đây nè. Thì có bánh mì nè, có gỏi salad và món cơm bu lâu. Thì Trang đã chia sẻ lúc trước ha, những bữa tiệc thường là sẽ có món cơm bu lâu hoặc là món cơm biryani á. Còn đây là gà nè cả nhà, gà sốt masala xào cay. Còn đây là mì, mà mì này là mì chay nha. Còn đây là món rau củ gồm có cà rốt, khoai tây và các loại đậu trộn chung với nhau. Còn đây là món bò xào nè cả nhà. Còn đây là món cá chiên á cả nhà, xong rồi người ta làm sốt masala lên. Còn đây là thịt cừu nè, thịt cừu cũng là sốt masala luôn. Còn đây là món cà ri cá chua ngọt nè cả nhà. Thì người ta nấu trong cái nồi đất này ha. Và cơm cũng vậy, cơm này người ta hấp trong cái nồi đất này nè. Và có cái gáo dừa dễ thương ghê á. Còn đây là thịt heo nè. Thịt heo này là thịt heo chua cay luôn nha cả nhà, nhưng mà nó dầu quá nên chị không có ăn nhiều được. Và còn đây là hành tây người ta cắt nhuyễn rồi người ta làm salad đó cả nhà. Còn đây là hai món ngọt nè. Món ngọt và màu vàng này Trang cảm giác giống như chè á. Và bánh flan ha, Trang chỉ ăn bánh flan thôi. Thì lần trước Trang nói là bánh flan ở đây người ta không có làm đẹp mắt như ở Việt Nam mình ha. Nè, đây là những món mà Trang đã lấy nè. Trang lấy cũng ít nè, một chút thôi à. Như mì nè, một chút. Bò nè, thịt heo một chút thôi. Cá và bánh flan. Thì mẹ Trang giới thiệu món cá này rất là ngon nên Trang mới lấy. Mọi người vẫn còn hát hăng say luôn cả nhà. Thì có mấy cái anh trai này mà mấy anh phía bên chồng chị Jessie á, thì bao giờ cũng rất là nhộn nhịp ha. Và mọi người rất là vui tính. Người ta ca hát như vậy á, dù hát hay hay hát dở người ta cũng không có quan tâm đâu cả nhà, miễn là góp chung vui cho mọi người được rồi. Còn đây là cháu của chị Jessie nè, bên phía gia đình chồng của chị Jessie á. Còn đây là bạn bè của Brooke ha. Thì Brooke cũng giới thiệu với mọi người là em Trang là cũng có cái kênh như vậy á, nên kêu gọi mọi người đăng ký cho em Trang. Rất là dễ thương. Bây giờ thì chồng Trang sẽ đi ăn ha. Chồng Trang chắc là người cuối cùng ăn á. Go. Baba. Don't feel shy, don't be shy. Just take all. No, I'm just adjusting my sleeve. Say hi. Xin chào. Xin chào cả nhà. India. Okay, xin chào Việt Nam and India. Xin chào Việt Nam. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. So now I can take a lot. You're not too shy, right? I'm not too shy. This one very cute. Yeah, this one is traditional. Coconut, yeah. Chồng Trang không có chịu lại bàn ngồi. Khoái đứng như vậy cả nhà, vừa ăn vừa đứng vừa tám chuyện. Thì có hai cô gái á, là cháu chị Jessie á, hát rất là hay, nhưng mà Trang sợ bị vi phạm bản quyền á,
nên Trang không có thể để cho cả nhà nghe được cái bài hát đó. À, tuần trước á, chồng Trang có giúp chị Jessie đi đặt cái tiệc này nè, đặt mọi người nấu ăn á, thì Trang muốn chia sẻ với cả nhà ha, để cả nhà mình biết được cái giá đặt tiệc ở đây không biết là mắc hay rẻ nha. Thì bữa tiệc mà chồng Trang đã đặt á, các món ăn mà hồi nãy Trang quay cho cả nhà xem á, là với giá là 30.000 rupees là khoảng 8.858.000 Việt Nam đồng á cả nhà. Là chưa tính tips mà mình cho các người phục vụ ở đây ha. Tiền nước thì không bao gồm nha. Tại vì nhà chị Jessie bán nước ngọt mà, bán beer, nên lấy từ nhà chị Jessie qua. Và bữa tiệc này chị Jessie yêu cầu với số lượng là 250 khách mời nha cả nhà. Thì ở đây khi mà mình đặt tiệc nấu ăn á, mình sẽ nói với người ta là khoảng bao nhiêu khách mời, thì người ta sẽ đếm trên số lượng rồi người ta mới làm ra khẩu phần ăn như vậy ha. Mà cả nhà biết không, trước một tuần á, là chồng Trang cũng đi tìm những cái nhà mà chuyên tổ chức tiệc như vậy nè. Tại vì hôm nay á, người ta đa số các hộ gia đình mà có con em nhỏ dự cái lễ thánh này nè, người ta cũng sẽ tổ chức tiệc tại nhà cho con em họ luôn. Nên những cái người mà chuyên về nấu ăn, chuyên tổ chức tiệc này, người ta cũng được đặt lịch tính mít luôn rồi. Nên khi mà đi tìm á, đa số người ta đã được đặt lịch rồi. Cũng may là gần nhà Trang vẫn còn người có lịch trống nè, nên mới đặt được á. Mà đây là lần đầu tiên Trang cũng đi dự tiệc mà, và có thể quay cận cảnh mọi thứ ở đây cho cả nhà xem nè. Thì ở bên trong đây người ta cũng chuẩn bị đồ ăn ha. Bây giờ thì cũng đã xong tiệc rồi, người ta cũng đang chuẩn bị dọn dẹp để về nè. Hồi xưa Trang nhớ nếu mà đi dự tiệc ở hàng xóm thì vợ chồng Trang cũng đến dự thôi cả nhà, xong rồi gửi lời chúc mừng xong rồi mình cũng quay về à. Chứ Trang cũng không có quay cận cảnh giống như là mọi thứ. Mà từ ngày lập kênh đến bây giờ thì Trang có thể giống như là mình ở lại lâu được nè, rồi mình quay cho cả nhà xem luôn. Bây giờ người ta cũng xong tiệc rồi, nhưng mà mấy anh trai vẫn còn hát hò cả nhà. Thì cũng đây là gia đình chị Jessie không à. Sau video này của em Trang thì không biết cảm nhận của cả nhà mình thấy cách người Ấn Độ tổ chức tiệc như thế nào nè. Cả nhà cũng có thể để bình luận bên dưới cho em Trang biết nha. This one. Broken. Buy new one for me. Video của em Trang đến đây cũng đã kết thúc rồi. Em Trang xin rất cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của em Trang nha. Xin hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo của em Trang nè.